À, thế không có thả mà thằng này. Cứng. Con này là chim phải không? Không. Con gì đấy? Con gì là cháu con kêu? Trâu rồi. Ủa sao nó xịt máu đầy người ta vậy? Nè. Đấy, tốt rồi. Con nào? Ok, Phụng ơi. Cuối cùng mày ăn được điều đấy. Ủa thế mà cũng làm được. À đúng. Thằng này không cho tao vô nhiều lên.
biết là TikTok mới là tôi có. Mới cũng mới coi rồi. Bây giờ nó đầu hơi ra đấy. Cái cuốn nó đặt là tìm ra. Cầm từ cái kia. Con phi to đâu? Đấy.